nhiệt độ là âm 27 độ C, nhưng mà cảm nhận thực tế á, là âm 37 độ C ở trên Bocca. Nhiệt độ ở đây á, đang là âm 31 độ C vào buổi sáng nay. Hồi tối hôm qua á, thì mình xem á, là âm 32 là cảm nhận thực tế. Mình sẽ đi vào ở trong khu vực á, là trung tâm thành phố, trung tâm nè, rồi siêu thị nè, để cho cả nhà xem ơi, mọi người ở trong đó có đông đúc hay không, người ta có ra ngoài đường nhiều hay không ha. Hôm nay thì Khang đi ra đường, Khang có thấy lạnh không con? Có hơi thôi. Hơi thôi hả? Không lạnh lắm hả? Còn Khánh Thương đi ra đường có lạnh không con? Chứ mấy da con lạnh quá, nó rát hay lỗ tai, cái mặt nó bị buốt á, thì cả nhà nên mua thêm cái đồ để mà bảo vệ cái mặt của mình lại cho nó đỡ. Mọi người đi ra đường cũng khá nhiều. Welcome to Life in Every Country Channel. Had a feeling we had something. Could have seen it in your eyes. Took a second, but I'm right here waiting for you with open arms. How about you coming closer so we can do my place? Maybe we can try meeting up by 7. You'll be staying over, so it's guaranteed. I'll be forever thinking more about you and me. I don't wanna let you go. I don't wanna let you go. Nah. Tell me what you want to know. Run your fingers down me slow. Cause you're in my head. You are, you are. Cause you're in my head. Cause you're in my Bocca. Yeah. What you think? Khu vực của mình ở thì nhiệt độ thực tế á, là nó đang âm 22 độ C, và cảm nhận thực tế là âm 30 độ C, và bây giờ đang là 1 giờ chiều ngày 2 tháng 1 ở tại bên Phần Lan. Mình check ở dưới thủ đô Helsinki á, thì nó có cái nhiệt độ á, là đây, âm 15 độ C, cảm nhận thực tế là âm 26 độ C ở tại Helsinki. Và cái nơi á, mà lạnh nữa đó là Rovaniemi, là cái nơi á, mà ông già Noel ở, thì trên đó đang là âm 31 độ C, cảm nhận thực tế là âm 31 độ C luôn. Và một cái nơi á, mà lạnh kỷ lục á, của Phần Lan á, vào năm 1999 á, đó là âm 51,5 độ C, thì năm nay á, ở trên đó đang là ở trên Bocca nó đang âm 27, cảm nhận thực tế là âm 37 độ C. Nó ở trên cách Rovaniemi một đoạn. Mình đang ở dưới đây, thủ đô Helsinki là dưới đây và Rovaniemi là ở đây. Đó, và Bocca là nằm ở khúc ở trên nữa. Mình nghĩ là đi lên chắc khoảng đâu đó 200-300 cây số rồi đó là sẽ lên tới khu vực ở trên phía miền Bắc này của Phần Lan. Cả nhà nhìn thấy thì ở trên đây là nó rất là lạnh. Nó cái năm nay thì người ta dự đoán là nó sẽ lạnh lên tới 40 mấy độ C. Trời lạnh như thế này thì ra đường có ảnh hưởng gì hay không, thở nó có bị đóng băng hay không, rồi mọi thứ nó có gì hay không. Thì nếu mà mình bận đồ đầy đủ á, ví dụ như á, trong người mình á, là một cái áo ôm trong người, sau đó là một cái áo cô tông, rồi tới cái áo khoác dày ngoài đây nè, áo khoác chuyên mùa đông, thì không ảnh hưởng thì đến mình cả. Quần cũng vậy, mình sẽ có một cái quần bó trong, sau đó là thêm một cái quần cô tông, rồi tới cái quần mà chuyên mùa đông, cái quần giải dù ở đây. Thì bao tay, một bao tay len này hoặc một cái bao tay chuyên mùa đông này là mọi thứ mình đi ra đường bình thường nó rát hai cái mặt, nhưng một xíu nó sẽ quen. Nếu mà mình không quen mình lấy tay mình định lên, hoặc là mình phải đi mua cái khẩu trang giống như con của mình như thế này nè. Đây, đây cả nhà mua thêm cái khẩu trang giống như con mình nè. Đó cái này nè, là nó có thể ấy lên cái mặt của nó để nó không có bị lạnh. Rồi cái trường hợp mà các bé có đi học hay không khi mà lạnh trên âm 32 độ C, thì mình đọc cái thông tin á, thì người ta nói á, là dù âm 30 độ C, nhưng mà nếu không có bão tuyết hay là thời tiết quá cực đoan á, khí hậu lạnh giá và bão rồi á, thì các bé vẫn đi học bình thường. Tại vì các trường học như thế này nè, người ta thiết kế chịu nhiệt độ âm cao rất là tốt, cho nên là sẽ không ảnh hưởng nhiều đến các bé. Cái việc đi đến trường á, thì cần bận đồ đầy đủ, thì các bé có thể đi đến trường tốt và học bình thường như các bạn.
trừ khi là có bão tuyết hay là có trời quá lạnh thì bắt đầu các bé mới có thể nghỉ học thôi, chứ không phải là âm 30 mấy độ C là nghỉ học. Như chú mình kể ngày xưa đến đây á, hồi cái năm đầu tiên đến cũng âm 35 độ C vẫn đi học đến trường bình thường. Đó là những cái thông tin về cái trường học này để cả nhà hiểu hơn, và về cái hoạt động ở bên ngoài mọi người vẫn đi ra ngoài bình thường. Bây giờ mình sẽ đi vào trong trung tâm thành phố để cho cả nhà thấy là ở trong trung tâm thì mọi người sẽ như thế nào và siêu thị thì như thế nào nữa nhá. Là hai đứa con của mình nó vẫn lên cái núi tuyết ở đây nó chơi nè, nó mới vừa đi đổi lon ở trong siêu thị ra thì mọi thứ nó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều đến các hoạt động. Hôm nay thì trời nắng tụt xuống sớm rồi cho nên nó là 1 giờ mà đã không thấy mặt trời. Cả nhà nhìn thấy á, nhiệt độ âm 30 mấy độ C thì người ta vẫn đi làm bình thường, cái người công nhân vẫn đi làm, không có ảnh hưởng đến hoạt động đời sống mỗi ngày của người dân. Còn hai đứa con mình bây giờ cũng đi chơi với mình luôn, đi quay video cho cả nhà xem. Đang có nắng á, cả nhà nhìn thấy nắng chiếu lên cây á, nhìn nó rất là đẹp luôn. Nhìn nó có rất là nhiều cái sức sống khi mà cái mùa đông mà nó lạnh như thế này nè. Thì mặt trời bắt đầu là nó xanh sáng lên, rồi nắng nó chiếu lên những cái tuyết, những cái cây rồi nè, để nhìn rất là đã. Thì lẹ lắm, tầm 3 giờ thôi là mặt trời nó sẽ xuống lại rồi. Đây cả nhà nhìn thấy một cây thông được phủ tuyết trắng hết, và cái hướng mà mặt trời á nó nằm ở phía sau lưng của mình. Trước mặt mình là một cái lò bánh mì đó. Cả nhà thấy là mọi người ta vẫn đi ra ngoài đường để người ta chơi thể thao, mặc dù là âm 31-32 độ C. Hôm trước mình có quay một cái video về cái đường chỗ này nó rất là trơn nè, nhưng mà hôm nay á, thì cả nhà thấy là nó không có trơn vì tuyết nó phủ xuống nhiều và nó không có mưa á, nó không có bị dẻ tuyết xuống, cho nên là đi thì rất là ok, mang giày bình thường đi vẫn được, chủ yếu là giày nó có chịu giữ ấm cho cái chân của mình nổi hay không thôi. Ở ngoài đường thì xe vẫn chạy tốt bình thường, không có bị trơn trượt hay là sình dơ. Bây giờ mình đã đi vào bên trong trung tâm thì cả nhà thấy ở trung tâm đây mọi người vẫn đi lại hoạt động bình thường, và đây là cái chỗ mà hôm trước mình có quay cái video mà đi đón giao thừa đó. Cái hướng nó đi xuống dưới đó là dưới bến cảng để mà xem giao thừa. Ở đây có một con hải cẩu nó bị đóng băng rồi cả nhà đấy, có dừng té nha con. Rồi ở trên kia là cái nhà thờ, cả nhà thấy á, là tuyết nó phủ trắng ở trên cái đỉnh nhà thờ luôn rồi. Giờ đứng quay cho cả nhà xem á, mà thật sự lạnh lắm, lạnh cái mặt, cái mũi, cái lỗ tai. Bây giờ hồi chắc mình phải đi theo mua thêm cái quấn cái cổ, cái miệng là giống như mấy đứa con của mình cho nó đỡ lạnh, chứ thật sự lạnh ở ngoài đường mà hơn 1 tiếng đồng hồ là phê lắm. Cả nhà nhìn cái mặt của mình nó như thế nào, chứ mình thấy là tê lắm à, tê cái gò má, cái mũi, cái lỗ tai của mình nữa. Quá phê luôn. Rồi thôi con từng lọc kéo xe đi. Phía trước là trung tâm rồi, bây giờ mình sẽ đi vào trong trung tâm, quay một vòng trong trung tâm cả nhà xem, mình mua ly cà phê uống một cái chứ lạnh quá.
Ơi, bây giờ mấy cha con mình làm ly cà phê, ăn miếng bánh kem cho nó đỡ đói, sau đó mình sẽ đi tiếp để cho cả nhà xem. Cũng ăn hamburger hả? Mọi người thì cũng vẫn rơi vào những cái quán cà phê để uống cà phê. Cà phê trong đây á, thì những cái size mà bình thường á, nó cũng khoảng 5 đồng mấy á, 3 đồng mấy cũng có, tùy loại. Đây mình quay một vòng để cho cả nhà thấy được cái trong trung tâm như thế nào ha. À, bên Ale là người ta đang giảm giá rất là nhiều. Rồi, mình lại tiếp tục một cái cửa hàng giảm giá nữa. Thì cả nhà mà để dành tiền tới cái mùa này, mình đi vào trong những cái trung tâm như thế này để mình mua đồ khuyến mại giảm giá rất là nhiều. Ở bên đây đồ hiệu nhiều lắm, nên là mà mua đồ hiệu thì giá nó cũng bình thường thôi, tại vì so với vật giá bên đây á, thì nó không có cao. Mình mua một cái áo này 9 đồng 9 để mình tròn vào cái cổ. Rồi, xin chào cả nhà, mình mới mua được cái miếng bịt mặt này vô, cảm thấy ấm hẳn lên luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp qua cái siêu thị lớn ở bên kia để cho cả nhà xem cái tình hình ở bên đó như thế nào ha, rồi người dân ở bên ngoài như thế nào. Thì hiện tại mình thấy á, bây giờ á là 2 giờ mấy chiều rồi, thì bắt đầu mọi người đi vào trong trung tâm thương mại á cũng khá là nhiều, thì chắc là mọi người muốn đến đây để chơi. Rồi bây giờ thì mình với các con của mình sẽ đi tiếp ra trạm xe buýt để đón buýt. Đây cả nhà nhìn cái ảnh hai đứa nhỏ ngồi ở đây mình kéo, còn đây là phía sau lưng của mình. À, mọi người đi ra đường cũng khá nhiều. À, thổi ra khói luôn ha con. Bây giờ mấy cha con mình sẽ đi tiếp tục qua bên siêu thị Risma để cho cả nhà xem như thế nào. Đây là cái quang cảnh bên ngoài, mới có 3 giờ 15 thôi, nhiệt độ hiện tại thì thực tế vẫn là âm 30 độ C, ở Helsinki thì là âm 27 độ C, thì nó cũng gần giống như nhau. À, thì cả nhà cùng mình nha, ở đây người ta đã bắt đèn lên rồi cho mình thấy đường mình đi. Rồi, ở đây có quang cảnh phía sau của mình nữa. Rồi, mặt trời đã bắt đầu xuống rồi, cả nhà nhìn thấy cái hoàng hôn nó đã hạ xuống rồi. Mình với con mình đi qua lộ thôi. Đi con, đi qua lộ. Rồi, xe sẽ nhường cho người đi qua lộ. Ở bên đây người ta rất là lịch sự, ưu tiên cho người đi bộ và đi xe đạp. Đây là bên trong siêu thị Risma. Thì mình sẽ quay một vòng để cho cả nhà thấy bên trong siêu thị như thế nào ha. Mọi người thì cũng vẫn đi siêu thị mua đồ ăn về bình thường. À, nó chỉ có không đông như ngày thường, bởi vì hôm nay là thứ ba, nếu mà thứ bảy chủ nhật thì rất là đông. Bây giờ mấy cha con mình sẽ đi vào trong siêu thị. Nó có một cái xe rất là dễ thương. Hôm nay thì Khang đi ra đường, Khang có thấy lạnh không con? Hơi thôi hả? À, không, lạnh. Không lạnh lắm hả? Còn Khánh Thương đi ra đường có lạnh không con? À, hơi lạnh một chút thôi à. Hơi lạnh một chút thôi hả?
Đây là cái túi giữ ấm bằng tay hand warmers. Các bạn có thể search ở trên internet để mà mua cái túi này mà khoảng đâu đó dao động 1 euro thôi. Thì khi mà trời lạnh đó thì các bạn chịu không nổi thì các bạn thể tháo nó ra và cầm lắc lắc nó, bóp nó một hồi thì nó sẽ nóng lên, nó làm cho cái bàn tay của các bạn có được ấm hơn. Hôm nay các cha con mình đã đi ở ngoài đường được khoảng 6 tiếng đồng hồ. Thì theo cái kinh nghiệm mà mình đã vừa trải qua đó thì mình sẽ cảm giác là ở ngoài khoảng nửa tiếng nó rất là lạnh, nó buốt cái gò má, cái mặt và cái lỗ tai của mình. Cho nên là mình mua thêm cái tròn qua cái mặt của mình để cho nó đỡ lạnh. Rồi cả nhà thì nếu mà đi ra ngoài thì phải bận đồ cho nó nhiều vào, chứ không là gió nó luồn vô nó cũng khá là lạnh. Và bây giờ thì mấy cha con mình sẽ ăn một cái tô phở Việt Nam do vợ mình nấu thôi, cho nó ấm cái bụng cái. Mới đi ở ngoài về khá là lạnh và nó cũng rất là mệt. Và nhiệt độ ở trong nhà đó thì nó chỉ đó 24 độ C thôi, còn ở ngoài thì vẫn là âm 30 độ C. See you again. Let's like, subscribe and ring the bell to follow us.